Mến chào cô chú và anh chị. Mến chào cô chú và anh chị, đây là bánh bánh gì thi? Bánh tráng Phan Rang. Bánh tráng Phan Rang. Bánh tráng cuốn Phan Rang. Đây có trứng này. Đây, món ăn đường phố, ai có muốn ăn thì xin đến chợ đầu chợ Quảng Lập. Chị tên gì? Chín. À chị Chín, đây là Chín bánh tráng. Vâng. Vâng, tí nữa. Vâng. Đó. Một cái bánh tráng như vậy thì bao nhiêu tiền vậy? 5.000 thôi cô chú anh chị. À, đấy một quả trứng nữa đấy. À, bánh tráng này thì khác với bánh tráng của Lạc Lâm. Bánh tráng của Lạc Lâm thì nó bằng một tròn, còn cái này thì nó là vuông. Vâng. À. À, đây thì vừa túi tiền 5.000 một cái. À, cuốn cuốn tròn như thế đấy, cuốn cuộn như thế. À. Chào anh mua đi anh, ủng hộ đi. À, rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ. Cảm ơn chị nhiều nhá. Anh chị